Chào mừng tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ lịch visa, lịch mở hồ sơ tháng 9 năm 2020. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Sau đây là ký hiệu của các diện trong hồ sơ định cư cho tất cả các cô chú anh chị nào lần đầu tiên làm hồ sơ. Diện F1 quốc tịch Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi thời gian chờ đợi đến ngày phỏng vấn khoảng 6 cho đến 7 năm. Diện thứ hai là diện F2A thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi. Thời gian chờ đợi đến ngày phỏng vấn của diện này khoảng 2 cho đến 3 năm. Diện thứ ba diện F2B thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thời gian chờ đợi đến ngày phỏng vấn của diện này khoảng 5 đến 6 năm. Diện thứ tư diện F3 quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con đã có gia đình Thời gian chờ đợi đến ngày phỏng vấn của diện này khoảng 12 năm. Diện cuối cùng, diện F4. Quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho anh, chị, em. Thời gian chờ đợi hiện nay đến ngày phỏng vấn của diện này khoảng 13 năm. Lịch visa tháng 9 năm 2020, lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Việt Nam. Diện F1 tháng 9 năm 2020 đã phỏng vấn nhận hồ sơ đến ngày 15 tháng 9 năm 2014 tăng được 4 tầng. F2A vẫn là chữ C. F2B ngày 8 tháng 7 năm 2015 tăng được 4 tầng. F3 ngày 15 tháng 6 năm 2008 tăng được 2 tầng. F4 ngày 22 tháng 9 năm 2018 lễ 6 tăng được 2 tầng. Các diện hồ sơ tháng này đều tăng nhưng do ảnh hưởng của xác lệnh của Tổng thống Trump thì sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 chúng ta mới có thể đi phỏng vấn được nha thì mọi người cũng cố gắng chờ đợi. Sau đây mở hồ sơ tháng 9 năm 2020 hay làm theo 6 bước của NVC diện F1 đã mở những hồ sơ đến ngày 22 tháng 7 năm 2015 tăng được 6 tầng F2A ngày 1 tháng 8 năm 2020 tăng được 4 tầng F2B ngày 1 tháng 5 năm 2016 tăng được 6 tầng F3 ngày 1 tháng 6 năm 2009 tăng được 3 tầng F4 ngày 15 tháng 9 năm 2007 tăng được 2 tầng Xin chúc mừng tất cả các cô chú anh chị và các bạn Tháng 9 năm 2020 hồ sơ đã được mở Vậy khi hồ sơ được mở chúng ta cần làm 6 bước như thế nào Sau đây mình xin chia sẻ về 6 bước khi hồ sơ được mở Khi đã hoàn thành cái mẫu đơn Y130 Sau đó nhận được thư Y797 và được upload Sẽ có cây number và invoice ID number của sở di chú Thì ta sẽ làm những bước sau đây Bước 1, đóng phí. Đóng phí 120 đô trả phí hỗ trợ tài chính và đóng phí 325 đô nhân cho từng người trong hồ sơ hay là phí xin visa. Bước 2 ta điền form DS260 online. Bước 3 ta phải nộp bộ tài chính bao gồm mẫu Y864 kê khai bảo trợ tài chính, thông tư về giấy khai thế thu nhập liên bang, mẫu W chu báo cáo tiền tệ và thế giấy hai sinh của người bảo lãnh, người hoặc pháp nhân trả tiền cho bạn chịu trách nhiệm điền vào biểu mẫu thế 1090 thích hợp và gửi cho bạn và những bằng chứng đi kèm nếu có. Bước 4. Bộ dân sự bao gồm Giấy khai sinh của người bảo lãnh Giấy khai sinh của người được bảo lãnh Giấy kết hôn của người được bảo lãnh Lý lịch tư pháp của người được bảo lãnh Hộ chiếu của người được bảo lãnh file hình của người được bảo lãnh Lưu ý là phai hình là 5 x 5 nền trắng, không kiến và áo màu Bước 5 à, Sau khi nộp đầy đủ các hồ sơ thì NVC sẽ xem và đánh giá cái hồ sơ của mọi người Bước 6 ở MVC sau khi đánh giá hồ sơ nếu tất cả hồ sơ đầy đủ thì sẽ lên cuộc hẹn cho buổi phỏng vấn mình xin cập nhật tất cả các chi phí các loại phơm của sở di chú áp dụng từ ngày 2 tháng 10 năm 2020 mọi người hãy theo dõi nhé Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau chào tạm biệt mọi người